Tiếp tục là review lại cho các bạn xem về cây rau muống mình trồng ở trên khô. Thì hôm nay là nó phát triển nó tốt hơn hôm trước rồi. Hôm trước là mình sẽ quay một video đầu tiên nhất để review và giới thiệu cho các bạn xem là mình có trồng ở đây một luống. Và mình đã gieo bằng hạt giống và nó đã nảy mầm. Và như thế này gọi là mình thu hoạch khá là ok rồi các bạn nhá. Như thế này là mình có thể là cắt vào ăn được rồi. Rau muống này là rau muống lá tre. Đây là cái bao bì hạt giống của nó các bạn này. Rau muống cao sản lá tre. Đấy, thì các bạn thấy hôm trước là mình có ngắt để mình tìm xem những cái gốc mình ngắt thì nó đã bắt đầu nó nảy mầm chưa các bạn nhá. Hôm trước là có những gốc là mình ngắt. Để mình qua bên này. Loại này thì mình ngắt nên nó lại tiếp tục là nó lên thôi. Các bạn xem này, ví dụ như cái gốc này nhá. Cái gốc này này, các bạn thấy chưa? Hôm trước là mình ngắt. Là mình ngắt ở đây thì tiếp tục là nó nảy mầm, nó phát triển lên. Nên là chỗ nào mà dày quá ấy, thì mình nhổ tỉa bớt đi. Như đây này, các bạn xem nhá. Đây này. Đây, đây là mình ngắt này. Mình ngắt rồi bắt đầu nó lên, tiếp tục là lên hai mầm đấy này. Các bạn thấy chưa? Nên là chỗ nào dày thì mình nhổ tỉa bớt đi, còn chỗ nào thưa đấy thì mình ngắt để cho nó phát triển trở lại. Đây là rau muống cao sản lá tre thì mình trồng ở trên khô. Các bạn xem luống của nó. Mình trồng ở đây nó nảy mầm và phát triển khá là đều, khá là tốt. Mình trồng vừa thu hoạch vào ăn. Và thứ hai nữa là test chất lượng hạt giống xem tỷ lệ nảy mầm của nó có tốt hay không để mình cung cấp ra thị trường. Nếu mà bạn nào cần hạt giống thì các bạn kết nối về bên mình thì bên mình tư vấn cho. Còn mình chủ yếu là quay video thực tế để review lại cho các bạn xem. Đây, rau muống này rất là non các bạn nhá. Và mình trồng ở đây là mình chủ yếu là bón phân đầu tiên thôi, chứ mình chưa bón loại phân nào hết. Tại vì đến giai đoạn là thu hoạch được rồi, ăn được rồi, nên là mình cũng không cần phải chăm sóc gì đâu. Chăm sóc nhiều thì mình ăn vào thì nó không đảm bảo chất lượng. Là mình không phun hay là không bỏ thêm một cái phân, bất cứ loại phân nào. Tại vì mình ở nhà là mình vừa trồng rau, vừa thu hoạch vừa ăn, nên là mình không nhất thiết mình phải cần nó quá tươi tốt. Mình chỉ cần ăn được là được thôi các bạn nhé. Đấy, review lại cho các bạn xem. Như thế này là mình ngắt ngang thế này là mình sẽ được một nồi canh ăn rất là ngon. Đấy, review lại cho các bạn xem. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là kết nối với bên mình để bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.